Và xin chúc mừng U23 Á quân của đội tuyển Việt Nam và xin chúc mừng làng thể thao nước nhà. Và ngay sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan, toàn đội U23 Việt Nam và ban huấn luyện đội sẽ không trở về Hà Nội theo chuyến bay đã đặt trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Thay vào đó sẽ về nước sớm hơn nửa ngày. Vào khoảng 12 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 1, một chuyên cơ sẽ đưa toàn đội từ Thường Châu về sân bay Nội Bài. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VFF và một số cơ quan hữu quan sẽ tổ chức tiếp đón đoàn U23 Việt Nam ngay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước khi toàn đội di chuyển về trung tâm thành phố Hà Nội. Cụ thể, đội tuyển đến sân bay Nội Bài lúc 12 giờ và được đón bằng xe buýt Mui Trần, sau đó diễu hành về trung tâm Hà Nội để chung vui cùng người hâm mộ. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, hiện các phương tiện dự kiến đón và dẫn đội tuyển U23 Việt Nam về trung tâm đã được đưa ra nhưng chưa chốt vì trước mắt đơn vị đang tập trung vào bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu chung kết vào chiều nay. Dự kiến đoàn đội tuyển U23 sẽ được dẫn bằng mô tô đặc chủng đi từ sân bay Nội Bài, theo đường Võ Nguyên Giáp và qua cầu Nhật Tân rồi về đường Võ Chí Công để vào trung tâm thành phố. Trong chiều ngày 28 tháng 1, đoàn sẽ rời trung tâm để về khách sạn cạnh sân vận động Mỹ Đình, sau đó dự chương trình chào đón giao lưu với cổ động viên vào chiều tối cùng ngày. Các tuyến đường dự kiến đoàn đi qua từ trung tâm thành phố về sân vận động Mỹ Đình gồm Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và qua đại lộ Thăng Long. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội cũng sẽ cử lực lượng bố trí 35 chốt trọng điểm nội thành nhằm bảo vệ và dẫn đoàn U23 Việt Nam về trung tâm thành phố Hà Nội và một số chốt ở ngoại thành Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự sau khi diễn ra trận đấu. Lực lượng chức năng làm việc từ 13 giờ ngày hôm nay 27 tháng 1 cho đến khi kết thúc, có thể kéo dài đến 5 giờ sáng ngày 28 tháng 1.